đồng. Gấp cồng với trả lệnh. Bởi vì đã một thời rượu chè cờ bạc lông bông, cho nên phải xoay sằng trả nợ. Ý chồng ban quan vợ chuyên gia thổ, trên thượng lâu có quan hậu bổ, dưới hạ lâu khách tiết tiền vàng. Ý ấm nước vối với cơi dầu bẹ, trong quán tôi chẳng cần bàn ghế, một trong hàng có chậu cá kho. Ôi giời ơi, có nem, có nộm, có chả, có giò, có cả thịt bò cùng là thịt chó. Ý nước suýt nóng lúc nào cũng có, chai xì dầu cùng lọ mắm tôm, ăn xong rồi bánh đúc tráng mồm. Ê, bánh khách chứ đệ. Bánh đúc thì bánh khách thì cũng thế. Ý chè mạn hảo pha đầy bình tích, khách uống nhân tâm tùy sở thích. Quán tôi à không có tính tiền, mỗi cốc chỉ có tứ thiên, ai không tiền tôi liền lột áo. Ấy bác mẹ tôi sinh ra từ thời bán gáo, cả khôn nên mới gọi là dừa. Dừa với chả gáo. Lời ngọt ngon ai vào quán cũng ưa, chỉ phải cái con vợ này nó hay chanh chua chơi bời quá thể. Hôm nay tôi phải gọi nó ra giềng cho một mẻ. Giềng với chả mẻ. Nếu mà nết xấu không chừa, tôi coi như đứa ơi à, bảo thừa mà thôi. Mụ quán đâu rồi? Ra tôi giảng thập điều cho mà nghe nè. Sao? Cứ giảng đi, gái này nghe đây. Ôi giời ơi, kinh chưa? Này, cứ cứng lên đi, không thì nó bắt nạt đấy. Cứ cứng lên à? Thì cứng đi. Miếng gì thế? Khuyển đá. Thì đá ngay đi còn gì nữa. Này, ông định làm gì tôi thế? Thế này mới là cái chết đây. Này, đừng có sợ. Không sợ à? Đừng sợ. Không sợ hả? Ôi giời ơi, bỏ ra rồi người ta sợ. Này, tưởng không sợ. Tôi không sợ đấy. Vì ở cái nhà này ấy, nước nó chảy ngược. Tôi là vợ, mà mợ là chồng. Tôi nói cho mợ biết nhá, tôi lấy mợ về thì tưởng là gánh vác cho chồng. Giang sơn thời gánh vác cho chồng, tôi thì chắc bóp từng đồng. Mở cậy mình mà vẫn mồi son, thế đi thời đến đám nỉ non con bài. Quanh năm thời ngày tháng rông dài, chuyện trò Nam Bắc đồng đoài. Thiếu đầu tôi với mở mày như vợ chồng ngâu. Phải, tôi với anh như vợ chồng ngâu. Một năm chỉ có gặp nhau có một lần, có phúc có phần anh ơi thời, có phúc có phần tôi chơi thời, không để nợ nần đi cho anh. Anh đánh, anh đuổi tôi đành ra đi thời, đến đám lập thành thì chơi, được thua là của ông. Đây bảo là được thua là của ông trời à? Chứ sao? Thế tôi không làm hồ dễ ai thời có cho. Tôi nói cho mợ biết nha, tôi nói đây trên có thiên trời, dưới có địa đất. Việc gì tôi không ra tay cửa cắt, mợ lấy đâu tồn còn. Tôi lấy mợ chưa có tử con tôn cháu, mợ ngỡ ra điều lục sáu tam ba. Cơ nghiệp của tôi trước đây cũng có ra nhà quốc nước, nhưng mà ăn ở không có tiền trước hậu sau, mợ là đồ ngưu châu mã ngựa. Tôi chưa nói mợ đã cự cửa nhà răng, mợ nói năng vô chăng nếu có, mợ là loài khuyển chó dương dê. Phen này tôi quyết cho mợ quy về tẩu chạy, dù cho mợ có bấy đại quy quỷ thì tôi cũng không cử đi hại lại. Thôi mợ xéo, mợ xéo. Cậu đuổi tôi, cậu đánh tôi thật đấy à? Muốn tốt cũng ngay. Này
cậu. Này, cậu ơi, Bạch Mẫu anh ơi, từ ngày đến tôi chẳng tham. Bạch Mẫu từ ngày đến tưởng tham về một nỗi nỗi, anh hiền tôi mê, nay anh đánh anh đuổi tôi về. Dù tôi vùng dại, anh thề mặt tôi của trong nhà, anh phải chia đôi. Của đồng chia ba, của nhà chia đôi. Chia đôi cho tôi, để tôi về tôi đi lấy tây. À, mợ đi lấy tây để đẻ ra con khách à? Đẻ ra con gì thì mặc tôi. Anh chia của đi, để tôi trả nợ, rồi tôi còn đi lấy chồng. Đi ngay giờ à? Đi ngay giờ. Thế ở lại ba hôm nữa mới đi có được không? Không được. Thế hay là ở nốt tối hôm nay rồi ngày kia mới đi có được không? Không. Bà con ơi. Sao? Kiểu này già néo đứt dây đây. Khéo nó đi thật bà con à. Cứ giả nợ cho nó đi, là nó không đi đâu. Thế à? Thôi thì thế này. À, để mợ đi mà mang công mang nợ thì tôi không đành. À, mợ nợ nần bao nhiêu mợ tính đi, để tôi đưa tiền cho mợ đi trả nợ rồi mợ. Rồi mợ thì sao? Rồi dăm ba bữa nửa tháng nữa rồi mợ đi. Thế thì cậu ngồi xuống đây để tôi tính nợ cho mà nghe này. Mợ tính đi. Cũng chẳng là bao nợ nần thời, cũng chẳng là bao chót thua món nợ tiền trao người ta này cậu. Tôi cầm chục bạc đôi hoa, lại thêm cái yếm mất ba đồng ngoài cậu ơi. Mình ơi chuộc lấy kẹo hoài cả. Thế bộ xuân thu với cặp áo vải rồng mợ để đâu hả? Mình ơi, bộ xuân thu với cặp áo vải rồng tôi có cho chú khách thầm một dê. Một dê là bao nhiêu? Một dê là xanh biệt. Xanh biệt là bao nhiêu? Ấy, xanh biệt là kẹo trách. Kẹo trách là bao nhiêu? Kẹo trách là 5 đồng mốt đây. 5 đồng mốt? Vâng. Sao mày không nói toạc móng heo ra? Mày lại cứ nói lái ông đánh tôi bỏ mẹ mày, tôi đánh tôi bỏ mẹ. Ấy, cậu, sao hôm nay cậu nóng thế? Kìa cậu, tiền đâu cậu đưa đây cho tôi nào, đưa đây. Thế mợ không đi à? Có chứ, nhưng mà em chỉ đi trả nợ thôi. đi trả nợ thôi hử? Vâng. Không đi lấy tây hử? Rõ đồ con khỉ, đấy là em nói bông, chứ em đi về đằng đông, em lấy tây sao được? Em chỉ muốn nợ nần ai trả xong tuốt tuột, để em mát ruột, em ở cùng chàng. Chàng ơi, ở chỗ tròn nghĩa đá vàng, em chẳng mơ chú khách, em chẳng màng thằng thì anh hãy đưa đây để em đi trả nợ. Từ nay em ở nhà. Thế thì thế này. Cứ ba mặt một nhờ. Em đi trước em nói với người ta, anh đi sau anh bỏ tiền ra trả nợ. Trời ơi, tiền không trao cho vợ, chồng đi sau đếm xỉa từng trinh, em sợ
người ta coi rẻ xem khinh, rằng cậu Quán là người keo bẩn. Ừ nhỉ, hay là em vào nhà trong em trả, để anh đứng ở ngoài ngõ anh chờ có được không? Ôi dào ơi, như thế không xấu hổ hơn à? Ai lại lằng nhắng cứ như là cái đuôi con chó có phải không? Chứ lại không à? Này, chẳng tin em chứ gì, nên mới sợ em đi một mình em, rồi em gian dối à? Ê chết, vợ chồng đã một bụng một dạ, anh chẳng tin em thì còn tin ai? Nhưng chỉ sợ em lại theo Tây xong nợ rồi, em lại theo Tây để anh bỏ võ với tâm thịt tây. Còn chó mẹn cứ sủa quải ẳng ẳng, vợ chồng mình đã bảo vẹn chủng chẳng em quẫm tiền em tết theo dài quá, hàng này anh lỡ cùng ai? Anh chẳng dại cầm dao đằng lưỡi. Không tin thì thôi, em đi vậy, em đi lấy Tây, để Tây nó cho em tiền, em trả nợ. Thôi, tôi van mợ, tôi lạy mợ. Hay là mợ cứ thề đi. Thề gì? Thề gì cũng được, cốt sao cho nó độc vào. Phải, thề độc thì mới biết sợ. Nghe đây này, em thề đây. Tôi mà bỏ ông Quán đi lấy Tây thì tôi cứ chết lìm trên tay thằng Tây. Ôi trời ơi, thề chết thì độc, nhưng mà lìm trên tay thằng Tây thì sướng quá rồi còn gì nữa. Thế cậu bảo em thề thế nào? Thề thế này này. Thế nào? Tôi mà phụ tình anh Quán thì tôi sẽ hóa ra con tầy tơ bẩn mót. Được, tôi thề vậy. Tôi mà phụ tình anh Quán thì tôi sẽ hóa ra con cầy tơ bảy món, được chưa nào? Được rồi. Tin chưa? Cũng mà hơi. Thế thì mình ơi, mình đưa tiền đây. Thì đây. Ôi giời ơi, bây giờ thì hãy đưa tiền, còn cái của nợ ấy thì dành để đến tối. Nhớ đấy. Đưa đây. Nói nhời phải giữ lấy nhời, đừng như con bướm ơi à, đậu rồi lại bay. Đừng lo, bướm lượn là bướm ơi à nó bay, bướm lượn là bướm nó à, bên lại đậu đấy thôi mà. Ôi giời. Đưa hết tiền đi cho em. Đưa hết rồi. Đưa hết. Không còn hết sạch rồi. Đấy. Thế là tôi ăn ở với mợ hết lòng rồi đấy nhá. Bây giờ tôi chỉ còn có trên răng dưới cái của ấy. Còn chứ. Còn cái gì? Đây này, còn manh áo mới, gán nợ cũng được một khoản to. Thôi, đã thương thì thương cho chót, đã trả thì trả xong tuốt tuột mẹ nó đi. Cậu cởi nốt áo ra, đưa cho em, để em đi gán nợ. Cởi ra nào. Lại lột cả áo đưa mà. Thế rồi tôi ở trần à? Ôi chào ơi, gió ngốc chưa nào? Yêu nhau mới được mở chân. Thịt da ta lại đắp lần thịt da. Thích chưa nào? Nhỉ? Thế thì đây, chút ní à áo ra cho anh được ní à ở trần, chút áo ra cho anh được ní à trần. Ngọc ngà, cóc áo diêm
tôi bị lừa rồi. Nó lột tuốt tiền chuột của tôi rồi. Bây giờ mình trùng trục như con chó thui, chín mắt, chín mũi, chín đuôi, chín đầu. Mụ quán ơi, giảm quần áo tôi đây, mụ quán ơi.